Sáng ngày 13 tháng 9, Đảng bộ thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị báo cáo viên quý 3 năm 2017. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự chỉ đạo. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành, xã phường, đội ngũ báo cáo viên thành phố. Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Hồng Anh, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thành phố thông tin một số nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, đặc biệt là công tác quản lý thu chi trong các nhà trường theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp đó, hội nghị đã nghe Đại tá Lê Ngọc Đình, báo cáo viên của Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, thông tin tình hình thời sự trong nước quốc tế, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước 8 tháng đầu năm 2017 và một số thông tin quan trọng liên quan đến tình hình Biển Đông, các vấn đề quốc tế nóng bỏng diễn ra trong thời gian gần đây. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định, các thông tin được truyền đạt tại hội nghị báo cáo viên là hết sức quan trọng, đều là các vấn đề được người dân rất quan tâm, đặc biệt là công tác quản lý tài chính trong trường học. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị các báo cáo viên có trách nhiệm chia sẻ thông tin rộng rãi, công khai, minh bạch để cho người dân, các bậc phụ huynh được biết. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu qua hội nghị lần này, các báo cáo viên phải nắm bắt được chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong cục diện tình hình thế giới hiện nay, nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, từ đó có phương pháp truyền đạt hiệu quả tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố.